sữa ốc chó. Cái đó con uống rồi. Uống chưa? Uống rồi. Để mày coi có cộng cây hết. Alo, xin gần. Alo, xin bảy luôn à. Lệnh bò hút mà nó hôi gịnh nè. Dạ. Rồi uống hết rồi. Thì mới là Ngọc ơi mà lon thật cỡ tới đặng tôi lạnh. Nè, uống này nè. Uống này nè. Mosta. 10 cái. Hello mọi người, Khánh Vy đi siêu thị. Mấy người đua xe tao mới uống cái đó. Gớt của người ta. Lấy không lấy thì nó gớt của người ta. À, cái sao cái thấp không lấy đi lấy cái cao đi. Còn hai lon thôi.